Xin chào các em, hôm nay chúng ta cùng làm một cái tai nghe ống bơ để liên lạc với các bạn mới nha. Chúng ta cần chuẩn bị 2 ly giấy đã được nấu sẵn, mấy cây bút màu nè, một cuộn dây diều dài khoảng tầm 2 mét và 2 đoạn xin que. Chúng ta bắt tay vào làm thôi. Đầu tiên, chúng ta lấy cái đầu của dây diều xỏ qua cái lỗ trong góc giấy. Sau đó, chúng ta lấy đầu của cuộn dây diều buộc vào cái xin que nhé. Chúng ta cũng làm tương tự với cái ly giấy còn lại nha. Các em cũng có thể vẽ như hình mình thích lên trên cái ly giấy như thế này này. Đây là mô hình ly giấy mà chị đã trang trí xong rồi nè. Bây giờ, các em hãy đụng thêm mặt của mình, tìm một chỗ rộng và chơi thôi nào. Chị có thể nghe thấy giọng bạn trong ống bơ được đó. Vậy tại sao hai bạn đứng xa nhau mà khi nó qua ống bơ, mình có thể nghe thấy giọng nhau được nhỉ? Sở dĩ tai ta có thể nghe được âm thanh là do có âm thanh truyền tới tai của ta. Nhưng mà âm thanh không chỉ có thể truyền trong không khí mà nó còn có thể truyền trong chất lỏng và chất rắn nữa đấy các em. Tốc độ âm thanh truyền trong vật chất theo thứ tự giảm dần, là chất rắn tới chất lỏng và tới chất khí. Chính vì lý do đó mà khi nói vào tai nghe ống bơ, chúng ta có thể nghe nhanh hơn so với khi nói trong không khí đấy. Nhưng mà các em lưu ý là khi mà dây diều bị trúng xuống hoặc bị vướng vào tường hay đồ đạc thì âm thanh các em nghe được sẽ không có rõ đâu nha. Và có thể là sẽ không nghe được âm thanh qua ống bơ luôn đó. Cuối cùng, chị hy vọng rằng các em sẽ làm thành công và có một chiếc tai nghe ống bơ thật xinh xắn theo phong cách của mình nhé. Bây giờ, xin chào và tạm biệt. Hẹn gặp lại các em ở những video sau.